tưởng tượng đâu. Ở trong này thì yên tĩnh như vậy thôi, nhưng cách đây ngay ngoài kia thôi, hàng Tết đã cực kỳ là sôi động rồi. Nói chung là Tết đã bắt đầu chính thức từ ngày sau ngày 23, rộn ràng từ sau ngày rằm ngày 15. Xong là tính chính thức Tết là vào công cuộc mua sắm là đúng là từ ngày 23, sau ngày 23. Đấy, thì ai chơi sớm thì là sau ngày 15. Ai chơi sớm hơn nữa thì trước ngày 15. Thì đấy, tôi vẫn cố gắng đi tìm kiếm những cái vườn hoặc là những cây bonsai để quay, xen kẽ kết hợp với hoa Tết với cái không khí nó sôi động. Bởi vì thực tế là những cái hàng cây này thì bonsai này thì Tết thì chậm, gần như ít người chơi, người ta sôi động hoa Tết hoặc đào quất thế mai các kiểu. Đấy thì nó là thời điểm thôi các, chứ không phải là người ta không thích, mà là tạm thời là dừng những cái cuộc chơi này để mua bonsai, là để mua hàng Tết. Thì tất cả tất nhiên là ai mê bonsai thì vẫn cứ bonsai thôi, nhưng mà để là mua sắm thời điểm này là ít. Thì đây tôi xin phép tôi quay một số cây của bà Mừng. Những cây bonsai thì bây giờ chắc bán ít, chỉ có chủ yếu dành hết tất cả cho hoa, tấp nập sôi động lắm. Ngày mai là ngày 25 rồi, Tết đã rất cận kề rồi. Các bác cùng tôi xem một số cây nhé. Đấy, cây bồ đề này. Cây bồ đề này hôm trước là nó rất là tùm thì tôi không quay hết được, thì hôm nay nó đã được vật lá rồi. Thời tiết rất dễ chịu các bác. Tất nhiên là lạnh, có chút mưa nhỏ vào buổi sáng. Thì bây giờ thì tạnh ráo rồi. Trời thì vẫn còn chưa có nắng nhưng mà tạnh ráo rồi. Và lên hình rất là nét. Đấy. Các bác, chỉ có tí nữa ra bên kia là rất ầm, rất ồn ào, không thể nghe tiếng gì nữa. Các bác đã sắm sửa được cái gì cho mình chưa? Cho gia đình chưa? Các bác cứ comment xuống bên dưới nhé, cho anh em mình cùng hưởng cái không khí chung của mọi miền cho nó vui bác nhé. Tôi thì vẫn cứ lang thang đi quay này thôi. Rất là cảm ơn các bác, không nhiều các bác theo dõi kênh lắm, nhưng mà rất cảm ơn các bác là yêu thích cái nét riêng của mình và theo dõi mình. Rất chân tình cảm ơn các bác. Đấy, kia một cây nữa. Đấy, cái dãy chợ Vạn Phúc này, đằng kia là đường này, sau cái rào này là đường bán ngập tràn hoa nhé, đường Ngô Bàn Cờ mà bác. Và đây cũng là đường. Đấy, dọc đây nói chung là trong này là chia lô rồi. Lô bán cây rồi, lô bán cây. Xem cây đây một cây nữa, bà Mừng đó nhé, cây của bà Mừng. Tôi vào đây quẳng xe đây, tiện đi chơi chợ luôn, tiện đi chơi chợ luôn. Đấy, cây khế này, khế rất nhiều quả. Khế này. Đấy, chỉ ngay sau hàng rào thôi đang có người mua hoa này. Đấy các bác này. Đấy, nói chung là rất là rạo rực các bạn ạ, rất là rạo rực. Những cây tùng khá là đẹp, dài, rất là dài, rất là dài. Đấy, tán đây các bác, tán đây. Đấy, một số cái hoa thì đang bị chật hoặc là nó hết hoa thì cho tạm vào trong này, chứ bán là cũng bày cho khách ngoài kia. Đây là một cây túc. Cây túc với cây sộp mà lúc nó còn bé là rất khó phân biệt, nhưng mà nó lớn như này, đã to như này thì rất dễ phân biệt. Túc lá nó dày hơn, lá dày hơn và dài hơn, to hơn, dài hơn. Nó không mềm như sộp nhé các bác. Sộp nó mềm hơn và nó không rõ gần như này, và sộp lá nó ngắn hơn, và tất nhiên cái thân của sộp nó không tím như cái thân của túc. Đấy các bác nhé, một lần nữa chia sẻ lại các bác, cây này khá là ok đấy các bạn. Nếu như bác nào cần có một cây túc bày trong nhà thì tất nhiên là để đối với những người mà chỉ cần có những cây trong nhà để chơi mà không quá chuyên sâu, cây này là thuộc diện đẹp rồi các bạn. Một cây
song thân rất là đẹp. Để đỉnh cao thì chắc là không có rồi, nhưng mà chơi đẹp, chơi đẹp, chơi đẹp các bác. Vấn đề là giá nó có đẹp không, thì hẹn các bác ra riêng hoặc là có thể alo mình nhé. Cái thời điểm này chắc là rất là bận rộn, không chú ý đến cái cây này nhiều, dành hết tất cả cho hoa, cho cái vụ Tết các bác. Tất cả những anh em bán cây ở chợ này thì 90% là đi buôn đào, buôn quất hoặc là buôn hoa hết rồi. Mai, buôn mai đó. Vụ Tết thì kiếm chỉ trong vòng khoảng nửa tháng thôi là bằng cả năm đi làm các bác. Thì tại sao không kiếm đúng không? Còn cây thì để dành sau đó sẽ bán. Đơn giản là bán thời điểm này cũng khó. Đây một cái dòng siêu quả này rất là kinh khủng, rất là kinh khủng. Đấy, quả đây các bác nhé. Cái dòng khế mà khế ngọt đấy các bác nhé, khế ngọt nói chung ấy, khế ngọt nói chung tất cả các loại khế siêu quả hay là khế gân hay là khế bắc gì đấy, thì khế ngọt thì thường là tai nó dày như vậy, tai nó dày và nó ngắn, nó không bị mỏng như cái tai khế chua các bác. Đấy, khế chua tai nó rất là mỏng. Quả khế ngọt này các bác nhìn thấy nó gù gù, nó mập mập múp múp này đấy các bác hiểu. Đấy, khế ngọt thì một số cái kinh nghiệm của tôi để ý thì tôi biết. Các bác có thêm kinh nghiệm gì thì cứ chia sẻ cho anh em cùng biết nhé. Cái khế rất là giá trị, cái khế rất là giá trị, nhưng mà không có lối vào, tôi chỉ quay được bên ngoài như vậy thôi. Bỏ qua hết mọi thứ ồn ào bên kia, ngoài kia, ta đi vào xem cây. Đấy, mặt sau đây. Cây này thì tuổi tác thì chắc là miễn chê, khó đoán lắm. Nó đến tầm này thì rất khó đoán, nó như hóa thạch các bác sờ này. Sờ nó gần đau vào tay đó. Cứng. Đi đây, quả đây các bác. Đấy, rất là múc, múc như này. Cái khoảng cách tai này rất là dày này, và ngắn, dày và ngắn. Nó gần như là tròn đấy. Chứ tai của cái chua nó rất là rõ ràng mà nó mỏng. Cái múi nó mỏng. Đấy. Tôi sang tí nữa, sang chỗ bà Vững tí. Gọi là hai bà chợ, một cái vườn nó khá là to và mình hay qua lại. Đấy. Thì chia sẻ các bác, đây cây mè này. Cây mè này vừa ra lá dã man. Đấy. Vẫn có những người đi mua cây đây. Đấy, mua bonsai trưng Tết để những cái này, ví dụ họ mới lên nhà mới để lên rất là đẹp. Những cây tùng này nhà to đó. Cuối năm này thì là cũng là nhân tiện một cái dịp để về quê, để tân gia hay là sắm sửa trang hoàng. Không chỉ là đào quất nhưng mà tất nhiên là nó ít thôi. Khế đẹp quá. Đấy. Vẫn có những người có suy nghĩ giống mình, đi rất là mê cây. Cây bonsai chứ hàng hoa thì hàng Tết thì nó chỉ là thời vụ thôi. Đấy, ví dụ như cặp đôi này. Đấy, bắt đầu tấp nập đây, hoa này. Đấy, ra đây khá là thấy ồn ào rồi các bác. Mè. Đấy, có hai cặp đi xem cây rồi. Hai cặp đi xem cây rồi. Đi kiếp quá. Đấy. Đơn hàng thì năm nay nhiều hoa đa dạng quá nhỉ. Đấy, và các bà bây giờ bạn các bác mà hỏi giá bây giờ thì người bà không trả lời đâu. Nó bận lắm. Bận lắm các bạn. Bận lắm, đấy. Tấp nập, mình cũng không muốn làm phiền mà chỉ quay lại không khí. Mà có những cuộc trả tiền nào thì các bác biết giá thôi. À, nhiều hoa quá. Giá đấy thì chắc nó phải trăng hơn. Phải trăng hơn. Lấy bao lần
khóm cứ gọi là cái bổng dạ, gọi cái bổng dạ. Cúc chẳng biết bà đã trồng sao, bà bảo mua cái gì mua đã 20 ăn vào thì hôm nay sách cây sách đấy, bỏng dạ này, hoa rất là đẹp, chuẩn bị nữa, đá ngụ rất đẹp, đỏ tết tiết rất đỏ, cúc các loại. Cây nhỏ nhỏ này về rất dễ trồng lên những cái chậu to hoặc là phối cảnh rất là đẹp, cũng nhỏ có bầu sẵn lên thứ nhất thôi, ghép lại thôi, thậm chí là xếp chữ xếp hình. Ôi, cái này nắng gần khúc này, vô tư luôn. Đúng rồi. Ăn bò đẻ khỏe lắm. Khỏe đẻ uống nước mà. À đúng rồi, dân còn uống nước thì túi bò thôi. Đúng rồi, cái này sống vô biên, ngắt ra là cắm là sống. Cắm nó sống, cắm cái lá nó sống. Cây này là gọi là cây dê, cây sống đời. Sống đời. Anh lấy đồng ý em nào nhất cho. Trong kia tối rất là nhiều. Không, em bán giá ở đây là hợp lý nhất. Rẻ nhất toàn cầu. Ai đấy, đi lại, ai đi rồi cũng phải quay lại mua. Rẻ nhất toàn cầu. Nở đúng Tết. Đây là một quầy hoa bán này là hết vật chạy về ăn Tết. Mấy nghìn cây số. Bạn đấy. Này thì bán thế nào? Cái này là 20.000 đồng giá đấy, 20.000 một giá. 20.000 một chậu. Vâng. 20.000 một bờ. Nào anh có lấy không? Đấy, rất nhiều người thích cái hoa đấy. Sống đời. Hai mươi lăm nghìn một chậu. Và hôm nay cũng lấy 15 cây. Đấy. Đây là cái hoa gì tôi quên mất tên rồi. Đấy, em chứ. Đẹp đẹp các bạn nhỉ. Đấy, nhìn tấp nập vui lắm các bạn. Mình cũng đâu cần phải đi mua đâu. Tôi đi vào trong này xem bà còn những hoa gì. Trạng nguyên này. Trạng nguyên này. Cúc mâm xôi à? Hay là cúc gì chẳng nhớ tên đấy, cúc này đấy, chả thược dược à, hoa này thì biết tên thược dược. Hoa này thì biết tên thược dược này, thược dược này đấy, xe vứt cho nhờ trong này đấy, cái chỗ như người nhà rồi. Cúc này, cúc này. Đấy, cười sướng. Bán hàng mùa Tết thì sướng lắm các bạn. Dân ở đây giàu, rất là giàu đúng không? Lúc nào tất bật. Biệt thự ở quê hết mà. Đều có biệt thự ở quê hết. Giàu lắm. Thu nhập một ngày Tết như này hàng có thể lên đến hàng mấy chục triệu một ngày. Lãi cho bác nhé. Đấy. Vui vui vui. Thôi, cảm ơn bác, để tôi sang cái chỗ bà Vững chơi thì